Thằng Chí Shop xin chào các bạn. Hôm nay thì shop mình xin được giới thiệu với các bạn một chiếc Ablade 2016 vừa được khách xem mang đến cái xe đến đây với cái tình trạng như thế này. Các bạn có thể quan sát. Đây là toàn bộ những cái miếng nhằn áo đã được tháo ra. Và các bạn thấy là đây là cái bộ khóa được tháo được mấy anh hãng tháo ra. Rồi, hôm nay thì video này mình xin giới thiệu với các bạn một cái gì. Rồi, các bạn quan sát. Chiếc xe này vừa bị kẻ trộm bẻ khóa. Và mình xin quay cho các bạn xem cái ổ khóa bị bẻ như thế nào nha. Các bạn quan sát rõ ha. Nó bị bẻ bay luôn cái ổ khóa đó các bạn, bẻ gãy luôn, bẻ ổ khóa luôn nè. Đó, chiếc xe này vừa bị bẻ khóa. Và rất là may mà khi mà chủ xe có lắp một cái bộ quẹt thẻ. Nhờ có cái bộ quẹt thẻ này mà chiếc xe này không bị bốc hơi. Sau khi mà bị bẻ khóa lên nó thì xe nó báo cảnh báo chống trộm và kẻ trộm đã giật mình bỏ chạy. Và rất là may và là chủ xe đã giữ lại được chiếc xe cho mình. Chiếc xe này đến từ Gia Lai các bạn ha. Đó. Các bạn thấy không ạ? Đó. Thì hôm nay chủ xe mang qua hãng mang ra hãng và hãng mở ra giùm. Mấy anh trong hãng mở ra giùm và mấy anh có giới thiệu qua đây bên shop mình để mình có thể lắp cái khóa smart key lên trên chiếc xe này. Và các bạn quan sát đây là một bộ khóa đầy đủ Honda smart key mà shop mình chuẩn bị lắp lên xe đây. Đây là cái ổ khóa các bạn ha, khóa này. Đây nó có mã rõ ràng, đây mình quay các bạn cái mã cho các bạn xem. Rồi, K53 nha các bạn ha. Đó, K53 này các bạn. Đó. Rồi đây là kèm theo đó là một bộ ECU cộng một cái remote chính hãng của Honda. Và một bộ dây của bên mình này các bạn ha. Bộ dây smart key. Đây cái bộ dây này có mang cho AB26 luôn. Nó đầy đủ dắt cắm như thế này các bạn. Và bây giờ chúng chỉ việc là chúng ta cắm vào nữa thôi là xong. Không phải đấu nối thêm gì cả. Rất là tiện lợi ha. Rồi. Thì các bạn quan sát đó thì rất nếu mà không nhờ cái bộ chống trộm này thì có lẽ như là chiếc AB này đã bốc hơi rồi. Và rất là may cho chủ xe là đã lắp cái bộ chống trộm này trước cái thời gian mà bị bẻ khóa. Cho nên là chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn ở trước mặt các bạn đây. Rồi, thì qua video này á thì mình có một cái góp ý nhỏ thôi là các bạn nào á mua chiếc xe rồi thì các bạn ít nhất nha các bạn, ít nhất các bạn phải lắp cho mình một bộ chống trộm rẻ cũng được. Nhưng mà nó là đặc biệt nó có giá trị trong cái trường hợp này các bạn ha. Mình chỉ muốn quay cái video lên để mà mình lưu ý với các bạn thôi. Đó, nó chỉ có đáng giá khoảng tầm 500 ngàn thôi. Nhưng mà nó giúp cho các bạn là không bị mất chiếc xe trong vòng giây lát rất là nhanh thôi. Chốc lát. Xe này hiện tại thì của một bạn sinh viên đang đi học tại thành phố Buôn Ma Thuột. Qua Gia Lai, từ Gia Lai qua đây học tại thành phố Buôn Ma Thuột và để xe ở ngoài phòng trọ thì bị bẻ khóa. Đó. Và rất là may khi mà vừa mới lắp được cái bộ chống trộm này khoảng tầm được gần một tháng thôi chứ chưa được lâu đâu nha các bạn. Rất là may và đã vào bộ chống trộm này đã phát huy cái công dụng của nó. Đó. Thì một lần nữa mình làm cái video này để chia sẻ với các bạn những ai đang chạy AB và những dòng xe khác nữa, chúng ta bỏ ra 40-50 triệu, 30-40 triệu để chúng ta mua một chiếc xe thì chúng ta nên đầu tư cho mình một bộ chống trộm, ít nhất là phải là quẹt thẻ để mà đảm bảo cho mình những cái an toàn như thế này. Vì xui rủi chúng ta bị bẻ khóa thì cái bộ khóa này nó hư, nhưng mà xe chúng ta vẫn còn xài được. Thì hôm nay chủ xe mang xe lên đây và quyết định là lên luôn cái bộ smart key Honda chính hãng luôn, không có suy nghĩ nữa. Đây các bạn ha, đây là toàn bộ cái bộ smart key bên shop mình đang chuẩn bị ráp đó. Rồi, tí xíu nữa mình sẽ làm khi sau khi mình ráp xong hoàn chỉnh mình sẽ quay cho các bạn xem một lần nữa về cái chiếc xe này nha. Rồi, chào các bạn. Hiện tại thì shop mình đã vừa lắp đặt xong cái ổ khóa Honda Smart Key cho chiếc AB tính từ Gia Lai này. Rồi, và đây là cái thành quả mà shop mình vừa mới làm xong. Các bạn có thể quan sát đây là cái ổ khóa được lắp vào
trong mặt nạ, rất là vừa vặn và như dinh, rất là đẹp, rất là sắc nét luôn. Còn đây là cái remote của ổ khóa Honda Smart Key các bạn ha. Chúng ta chỉ cần cầm remote này tới trong phạm vi 2m thì chúng ta cũng có thể điều khiển được xe rồi, chúng ta thấy điện nó lên rồi các bạn ha. Đó. Rồi. Tất cả các chức năng này trong cái ổ khóa này chắc hẳn là các bạn cũng đã biết rồi. Rồi. Và đây là toàn bộ cái phần ổ khóa mà kẻ trộm đã bẻ, dùng vam bẻ khóa là bẻ. Các bạn có thể thấy nói là nát tươm cái ổ khóa luôn. Không còn gì cả. Đó các bạn. Cho nên là hy vọng là qua cái video này á thì mình nhắn nhủ đến các bạn là nên đầu tư cho xe của mình một ít nhất là một bộ chống trộm, nếu chúng ta không đủ điều kiện để bảo vệ, đảm bảo cho chiếc xe của mình an toàn. Nhiều khi đó là một cái trường hợp hy hữu, nó giúp chúng ta cứu được chiếc xe, chúng ta không phải lọt vào tay của kẻ trộm các bạn ha. Và đây là một cái bài học mà mình hy vọng là các bạn sẽ xem và chia sẻ video này thật là nhiều cho các bạn, cho anh em lên Facebook hoặc là YouTube gì đó, chúng ta chia sẻ thật nhiều để cho mọi người cùng nhau rút kinh nghiệm. Và nên và tất yếu là cần phải có một bộ chống trộm lắp ngay vào chiếc xe của mình để bảo bây giờ nó quá là nguy hiểm các bạn. Chỉ cần trong vòng vài giây chúng ta có thể mất chiếc xe như chơi. Và cái bộ chống trộm này vừa rồi thì đã cứu chiếc AB của chủ xe đến từ Gia Lai này. Và hy vọng là qua video giúp ích được cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới cũng như like và share nhé các bạn. Share thật nhiều nhé. Rồi, thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.